Chào bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu đến bạn nguyên lý axit bazơ cứng mềm của nhà khoa học Pearson, gọi tắt là nguyên lý HSAB. Vào năm 1963, sau khi Pearson xem xét một loạt các phản ứng, thì nhà khoa học này rút ra một nguyên lý gọi là nguyên lý axit bazơ cứng mềm. Nguyên lý này được phát biểu như sau: axit cứng tương tác tốt với bazơ cứng và axit mềm tương tác tốt với bazơ mềm. Vậy thì như thế nào là axit cứng, axit mềm, bazơ cứng, bazơ mềm? Có một số điểm chúng ta có thể lưu ý để biết như thế nào là cứng, như thế nào là mềm. Axit cứng là những cái cấu tử có khả năng nhận electron và cái kích thước của axit cứng thì nó thường là nhỏ, điện tích dương của nó lớn, nó không chứa các cặp điện tử ở tầng hóa trị và cái độ âm điện của nó cao. Vậy thì đơn giản chúng ta có thể hiểu cái axit cứng chính là một cái cấu tử mà nó nhỏ, electron của nó co lại, nén lại cho nên chúng ta gọi nó là cứng. Còn một axit mềm thì ngược lại, kích thước nó phải lớn, nó phải phồng ra, nó phải nở ra, điện tích dương của nó thấp thôi, do nó nở ra cho nên điện tích dương của nó không có tập trung, nó chứa một hoặc nhiều cặp electron không chia, bởi vì nhiều electron thì cái mây electron của nó mới lan rộng ra ngoài, nó mới phồng ra ngoài. Mà khi mà nó lan rộng, nó phồng ra như vậy thì nó là một cái dạng mềm. Nó không phải là cái dạng nén chặt chẽ như cái trường hợp axit cứng. Khái niệm cứng và mềm trong trường hợp bazơ cũng tương tự như vậy. Bazơ cứng là những cái cấu tử có khả năng cho electron. Và bán kính của cái bazơ cứng thì thường là nó nhỏ, cái độ âm điện của nó cao. Do bán kính nó nhỏ, độ âm điện của nó cao cho nên nó giữ chặt chẽ các electron lớp bên ngoài. Cho nên cái cấu tử bazơ cứng cũng tương tự như axit cứng, là cái mây electron của nó co lại, được nén lại chặt chẽ. Còn bazơ mềm thì nó phải là có bán kính lớn, độ âm điện thấp, electron không có được hạt nhân giữ chặt chẽ, cho nên nó có thể lan rộng, nó có thể phồng ra bên ngoài, do đó mà gọi là mềm. Tóm tắt lại, một cái cấu tử được gọi là cứng. Khi mà cái cấu tử đó, bạn hãy tưởng tượng nó như là một cái quả cầu. Một quả cầu được gọi là cứng khi mà cái lượng vật chất tạo nên cái quả cầu đó được nén một cách chặt chẽ. Và một cấu tử được gọi là mềm khi mà cái lượng vật chất tạo nên cái cấu tử đó nó lỏng lẻo, nó không được nén chặt chẽ. Với hai cái ý này thì sẽ dẫn đến một cái điều, đó là cái tính khả phân. Một nguyên tử mà có tính khả phân cao thì nghĩa là cái mây electron của nó sẽ dễ bị biến dạng bởi cái tác động từ bên ngoài. Và một nguyên tử có tính khả phân thấp khi mà cái mây electron của nó khó bị biến dạng bởi cái tương tác từ bên ngoài. Điều này có nghĩa là một cái cấu tử mà được gọi là cứng thì nó tương ứng với cái tính khả phân thấp, do cái lượng vật chất của cái cấu tử cứng nó đã được nén chặt chẽ rồi. Vì vậy khi có một cái tác động từ bên ngoài sẽ khó làm cho cái cấu tử này bị biến dạng. Nói cụ thể ra là khó làm cho cái mây electron của cái cấu tử này bị biến dạng. Còn một cái cấu tử mà được xếp vào loại mềm khi mà nó có tính khả phân cao, đó là do cái mây electron của nó được giữ lỏng lẻo, không có được nén lại chặt chẽ, cho nên chỉ cần một cái tương tác từ bên ngoài như là một cái ion âm hay ion dương tiếp cận đến cái mây electron này thì đều dễ dàng làm cho cái mây electron này bị biến dạng. Thay vì phải nhớ một loạt những cái khái niệm axit cứng, bazơ cứng, axit mềm, bazơ mềm, bạn chỉ cần nhớ cái tính khả phân là đủ. Một cái được gọi là cứng thì nó phải có tính khả phân thấp, còn một cái mà gọi là mềm thì nó sẽ có tính khả phân cao. Một số lưu ý, đó là tương tác giữa axit cứng và bazơ cứng thì thường là tạo nên hợp chất ion. Tương tác giữa axit mềm và bazơ mềm thường là tạo thành hợp chất cộng hóa trị. Để phân chia một cấu tử là thuộc về cái nhóm cứng hay là cái nhóm mềm thì không phải là tuyệt đối và nó không có một cái ranh giới gì rõ rệt hết. Có thể là trong trường hợp này, một cấu tử có thể được xem xét như là một axit cứng, nhưng mà trong trường hợp khác nó lại được xem xét như là một axit mềm. Đó là tùy thuộc vào cái phản ứng mà nó tham gia, tùy thuộc vào cái đối tượng axit hay bazơ cứng mềm mà nó tương tác. Nói chung là trong nhiều trường hợp chúng ta có thể so sánh cái tính cứng mềm dựa theo cái quy luật biến đổi của bảng hệ thống tuần hoàn. Ví dụ như liti, natri và kali. Đây là những cái ion dương được tạo thành bởi những nguyên tố của phân nhóm chính nhóm 1. Khi đi từ trên xuống dưới của cùng một phân nhóm thì bán kính tăng dần. Khi mà bán kính tăng dần thì cái độ cứng nó sẽ giảm dần. Tương tự cho trường hợp các ion âm của nhóm halogen, khi đi từ fluor đến clor đến brom đến iod, nghĩa là đi từ trên xuống dưới trong cùng một cột của bảng hệ thống tuần hoàn,
thì cái bán kính sẽ tăng dần và độ âm điện thì giảm dần, tương ứng với cái tính chất là tính khả phân cũng tăng dần. Tính khả phân tăng dần đồng nghĩa với việc là cái tính cứng sẽ giảm dần. Fluor là cứng nhất, rồi iod là mềm nhất. Trong một hàng của bản hệ thống tuần hoàn, bán kính của các nguyên tử sẽ giảm dần, trong khi độ âm điện tăng dần, nghĩa là cái lớp mây electron được giữ càng ngày càng gần cái hạt nhân. Từ đó suy ra khi đi từ trái sang phải thì một loạt các cấu tử được xem xét nó sẽ càng ngày càng cứng, như là trường hợp carbon, nitơ, oxy và fluor. Carbon là mềm nhất và fluor là cứng nhất. Sau khi đã biết được khái niệm axit cứng bazơ cứng, axit mềm bazơ mềm và nguyên lý axit bazơ cứng mềm, axit cứng tương tác tốt với bazơ cứng, axit mềm tương tác tốt với bazơ mềm, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số ví dụ để có thể hiểu rõ hơn cái cách áp dụng nguyên lý axit bazơ cứng mềm. Bài tập số 1: Khả năng phản ứng của các ion halogen nua với ion dương Al3+ tăng theo trật tự Y trừ, nhỏ hơn Br trừ, nhỏ hơn Cl trừ, nhỏ hơn F trừ. Đối với trường hợp Hg2+ thì ngược lại. Để giải thích thì chúng ta cần lưu ý hai điều. Thứ nhất là nhôm 3+ thì cứng hơn là Hg2+, là ion thủy ngân. Trong khi đó, fluor, chlor, brom, iod là các nguyên tố thuộc nhóm 7 của bản hệ thống tuần hoàn. Khi đi từ trên xuống dưới, từ fluor đến iod thì độ cứng sẽ giảm dần và độ mềm tăng dần. Vì vậy, ion fluorua thì cứng hơn Cl trừ, cứng hơn là Br trừ và cứng hơn là Y trừ. Theo nguyên lý axit bazơ cứng mềm thì axit cứng tương tác tốt với bazơ cứng và axit mềm tương tác tốt với bazơ mềm. Vì vậy mà nhôm 3+ sẽ tương tác tốt với F trừ. Tiếp theo đó mới đến lượt Cl trừ, tiếp theo đó mới đến lượt Br trừ và tiếp theo nữa mới đến lượt Y trừ. Còn trong trường hợp của thủy ngân 2+ thì đây là một ion dương mềm, nghĩa là một cái axit mềm. Axit mềm thì cần lựa chọn bazơ mềm. Bazơ mềm chính là Y trừ. Vậy thì thủy ngân 2+ tương tác tốt với Y trừ hơn là Br trừ và tương tác tốt với Br trừ hơn là Cl trừ. Và sau đó nữa mới đến lượt Cl trừ và cuối cùng thì mới đến lượt F trừ. Bài tập số 2: Nhiệt phản ứng giữa iod với C2H5 2 lần S lớn hơn so với trường hợp là C2H5 2 lần O. Trong khi đó, nhiệt phản ứng giữa C6H5OH với C2H5 2 lần S lại nhỏ hơn so với trường hợp với C2H5 2 lần O. Vậy thì chúng ta xem xét cái tính cứng mềm của mỗi cái cấu tử này để xem cái cấu tử nào tương tác tốt với cái cấu tử nào. Ở cái ý đầu tiên thì chúng ta có cái tương tác giữa Y2 với lại C2H5 lưu huỳnh và tương tác của Y2 với C2H5 oxy. Ở cái trường hợp thứ hai là phản ứng của C6H5OH với C2H5 2 lần lưu huỳnh và cũng tương tự như vậy là C6H5OH với C2H5 2 lần oxy. Trong trường hợp đầu tiên là iod lần lượt phản ứng với nguyên tử lưu huỳnh hoặc là nguyên tử oxy trong cái thio ether hoặc là trong cái ether. Trường hợp thứ hai là hiđro lần lượt tương ứng với lưu huỳnh hoặc là oxy. Iod là một cái axit mềm. Do nó có kích thước lớn, hiđro trong cái C2H5OH là một cái axit cứng. Do cái kích thước của cái hiđro rất là nhỏ. Còn trường hợp của lưu huỳnh và oxy, hai nguyên tố này nằm trong cùng một cột của bản hệ thống tuần hoàn là phân nhóm 9, nhóm 6. Lưu huỳnh ở chu kỳ 3, oxy ở chu kỳ 2. Vì vậy mà lưu huỳnh có kích thước lớn hơn oxy. Lưu huỳnh ở đây sẽ đóng vai trò là một cái bazơ mềm, oxy là một cái bazơ cứng. Trong trường hợp của iod thì iod là axit mềm cho nên nó sẽ tương tác tốt với cái bazơ mềm là lưu huỳnh hơn là trường hợp nó tương tác với oxy. Vậy thì cái phản ứng đầu tiên của trường hợp iod là một cái phản ứng thuận lợi hơn là cái phản ứng với oxy. Một phản ứng càng thuận lợi thì cái nhiệt phản ứng sinh ra sẽ càng lớn. Từ đó suy ra trường hợp của iod tương tác với C2H5 2 lần S có nhiệt phản ứng lớn hơn là trường hợp tương tác với C2H5 2 lần O. Xem xét tiếp cái trường hợp là phenol C6H5OH thì cái hiđro trong phenol là một axit cứng. Nó sẽ ưu tiên tương tác với cái bazơ cứng. Vậy thì phenol sẽ tương tác tốt với C2H5 2 lần O hơn là cái phenol tương tác với C2H5 2 lần lưu huỳnh. Mà khi nó tương tác tốt thì nó sẽ tạo ra cái nhiệt phản ứng lớn. Nếu như nó không thuận lợi thì cái nhiệt phản ứng nó sẽ nhỏ. Vậy là chúng ta đã giải thích được cái dữ kiện của đề bài.
Bài tập số 3, giải thích xu hướng phản ứng khác nhau của ion SN trừ trong hai cái phản ứng sau đây. Chúng ta lưu ý cả hai trường hợp đều sử dụng SN, nhưng mà cái phản ứng thứ nhất thì cái tác chất là có chứa iốt và phản ứng thứ hai là chứa COCl. Phản ứng thứ nhất là lưu huỳnh sẽ phản ứng và tạo nên cái liên kết giữa carbon với lưu huỳnh. Nhưng mà ở cái phản ứng thứ hai thì nitơ tham gia phản ứng chứ không phải lưu huỳnh tham gia phản ứng, và cái liên kết được tạo ra là liên kết giữa nitơ với carbon. Để giải thích cái bài này, chúng ta cần vẽ cái cấu trúc Lewis của tác chất trong hai cái phản ứng ra. Mình sẽ vẽ cấu trúc Lewis đơn giản, nghĩa là CH3 mình sẽ không có vẽ khai triển. Nhóm CH3 này liên kết với iốt, còn CH3COCl đây là một cái axit halide, nghĩa là C nó đôi O và C này liên kết với nhóm halogen. Do cái phản ứng xảy ra tại các nguyên tử carbon, cho nên chúng ta cần so sánh cái tính axit bazơ cứng mềm tại các vị trí carbon này. Carbon của CH3Y là một cái axit mềm. Lý do là iốt rút điện tử, nhưng mà khả năng rút điện tử của iốt kém, độ âm điện của iốt thấp. Vì vậy mà cái carbon này không có nhiều điện tích dương. Còn trong trường hợp cái carbon của cái axit halide thì oxy là một cái nguyên tử có độ âm điện lớn. Vì vậy mà cái carbon của nhóm carbonin trong cái axit halide này sẽ mang điện tích dương nhiều hơn là cái carbon CH3 của nhóm CH3Y. Vì vậy mà khi so sánh giữa hai cái chất này thì cái carbon carbonin nó sẽ đóng vai trò là axit cứng. Bản thân của ion SN trừ nó có hai cái đầu phản ứng. Nghĩa là phản ứng có thể xảy ra do cái electron trên nitơ tác kích vào cái vị trí carbon mang điện tích dương, hoặc là cái electron trên lưu huỳnh sẽ tác kích vào cái vị trí carbon mang điện tích dương của axit cứng hoặc mềm. Nitơ ở đây là một cái bazơ cứng, do nitơ là nguyên tố có bán kính nhỏ và độ âm điện lớn. Còn lưu huỳnh đóng vai trò là một cái bazơ mềm, do lưu huỳnh có độ âm điện thấp hơn nitơ và có bán kính lớn hơn nitơ. Vậy thì khi phản ứng với CH3Y thì cái đầu lưu huỳnh nó sẽ tham gia phản ứng, và sau phản ứng sẽ tạo nên cái liên kết giữa lưu huỳnh và carbon như là cái sản phẩm trong đề bài đã nêu. Còn trong trường hợp axit chloride thì cái carbon carbonin là một axit cứng, vậy thì nitơ sẽ đóng vai trò là một bazơ cứng để tương tác tốt với cái axit cứng này. Và sau phản ứng, một cái liên kết giữa carbon và nitơ sẽ được tạo thành như là cái đề bài đã cho biết. Bài tập số 4, giải thích xu hướng phản ứng khác nhau của ion CN trừ. CN trừ cũng là một cái ion nó có thể phản ứng ở hai đầu khác nhau. Trên carbon còn một cặp electron chưa liên kết, và trên nitơ cũng còn một cặp electron chưa liên kết. Do carbon có bán kính lớn hơn nitơ và carbon có độ âm điện nhỏ hơn nitơ, cho nên carbon đóng vai trò là một cái bazơ mềm, còn nitơ là một cái bazơ cứng. Trong cái phản ứng số 1 thì KCN phản ứng với ETI, ET là nhóm etin. Iốt là nguyên tố có độ âm điện lớn hơn carbon, vì vậy mà carbon liên kết với iốt sẽ đóng vai trò là một cái axit có khả năng nhận electron. Nhưng mà do độ âm điện của iốt cũng không quá lớn, vì vậy mà điện tích dương trên cái carbon này cũng sẽ không quá lớn. Carbon này sẽ đóng vai trò là axit nhưng là axit mềm. Khi cái tâm phản ứng axit mềm này gặp cái bazơ có hai đầu, một cứng một mềm như là CN trừ, thì cái đầu nào là bazơ mềm sẽ ưu tiên phản ứng, chính là cái đầu carbon sẽ phản ứng trong trường hợp đầu tiên. Sản phẩm được tạo thành sẽ là CH3, CH2 liên kết với CN. Trong trường hợp cái phản ứng thứ hai thì cũng là cái nhóm etin iodide phản ứng với CN trừ, nhưng trong trường hợp này thì trong cái môi trường phản ứng còn có tồn tại cái ion bạc cộng, là một cái ion của kim loại chuyển tiếp. Ion của kim loại chuyển tiếp thì có chứa nhiều cái orbital d trống, vì vậy mà nó có thể nhận những cái cặp electron trên iốt. Do cái khả năng nhận những cặp electron trên iốt, nó sẽ làm cho iốt mang điện tích dương và làm tăng cái khả năng rút điện tử của iốt. Khi mà cái khả năng rút điện tử của iốt tăng lên thì cái điện tích dương của nhóm CH2 đồng thời nó cũng sẽ được tăng lên. Khi mà điện tích dương của nhóm CH2 tăng lên thì lúc này cái CH2 này sẽ đóng vai trò như là một axit cứng. Khi mà nó đóng vai trò như là một axit cứng thì nó gặp ion CN1 trừ. Cái đầu phản ứng được lựa chọn sẽ là cái đầu nitơ, do cái đầu nitơ đóng vai trò là bazơ cứng. Vậy thì kết quả của cái phản ứng thứ hai sẽ là CH3 liên kết với CH2 và CH2 liên kết với N, N này mới liên kết với carbon. Bài tập số 5 cũng tương tự như bài tập số 4,
Chúng ta cũng thấy cái phản ứng số 1 của bài tập số 5 này là có sử dụng ion bạc cộng. Mà khi sử dụng ion bạc cộng thì những cái halogen như là brom hay iod dễ dàng tương tác với ion bạc cộng, làm tăng cái khả năng rút điện tử của halogen lên cái nhóm R. Khi mà cái khả năng rút điện tử của nhóm halogen được tăng lên thì cái mặt ankin, viết tắt là cái chữ R, nó sẽ được tăng cái độ cứng lên. Vì vậy trong trường hợp cái phản ứng số 1 thì cái nhóm R này đóng vai trò là một cái axit cứng. Còn trường hợp của phản ứng thứ hai thì cái nhóm R trong RBr nó sẽ đóng vai trò là một cái axit mềm. Tiếp theo đó là chúng ta xem xét cái nhóm NO2 một trừ. Nhóm NO2 một trừ này nó có hai cái tâm phản ứng, một là nằm trên nitơ, một là nằm trên oxy. Giữa hai cái oxy này thì cái oxy mang điện tích âm sẽ ưu tiên được phản ứng nhiều hơn do nó có nhiều electron hơn. Vậy thì chúng ta sẽ xem xét sự cạnh tranh giữa cái oxy mang điện tích âm và cái nguyên tử nitơ. Oxy có độ âm điện lớn hơn nitơ và bán kính nhỏ hơn nitơ, do đó mà oxy nó cứng hơn là nitơ. Vậy thì oxy này nó sẽ là một cái bazơ cứng, còn nitơ sẽ là một cái bazơ mềm. Axit cứng tương tác tốt với bazơ cứng. Vậy thì trong trường hợp phản ứng thứ nhất AgNO2 phản ứng với RBr thì cái nhóm R tương tác với oxy. Còn trong trường hợp phản ứng thứ hai, axit mềm thì tương tác tốt với bazơ mềm, cho nên cặp điện tử trên nitơ sẽ ưu tiên tương tác với nhóm R và tạo nên sản phẩm có chứa liên kết giữa R và nitơ.